Rồi, kính chào đến mọi người đến kênh mình ha. Rồi, nên có nhiều một số món đồ nào người ha. Mọi người có món nào thích hợp với công việc của mình thì liên hệ mình ha. Rồi, mọi người lưu ý giùm mình ha. Mấy cái này mình bán ha, chui vào phía ship ha. Đó, rồi người nào đó lưu ý giùm mình ha. Rồi, những món đồ này nè. Đó, chui vào phía ship cho mọi người ha. Rồi, mã số 1 này mình vô một bộ healthy. À, máy heo ti nè đó, cái đến sạc luôn rồi ha. Đây đèn bán nhiều à, giờ còn cây bán cuối cùng bán luôn đó, để Makita ha. Đó đó, mọi người không xài thì trả về zin ha. Nó có ba chế độ rồi người đó, vít nè, khoan nè, à, khoan búa nè ha, đó 15 cấp trượt ha, đó đó nhiều mới ha. Thì còn khoảng 90, hơn 90% rồi. Đó, mã nó nè. Healthy S2 gạch A ha. Đây, để nè, để 3D nha. Mọi người không có rồi rút ra lại ha. Rồi, pin. Pin này, báo đèn, pin vỏ pin đóng 4A ha mọi người ha. Đó. Đây. Này người ta đóng luôn, đưa người bạn đóng giùm ha. Đó. Rồi. Sạc ha. Đây, sạc mang guitar luôn đó, mình bán bộ này 1,5 triệu nha mọi người ha. Đây sạc này cắm được 220 luôn nha mọi người đó, cắm được 220 luôn nha mọi người. Zin trăm, zin của nó là đây, zin của nó 110 nhưng mà cắm được 220 ha. Mình cắm thử rồi, đây test mọi người xem, cái này đang điện 110 nhưng mà cắm được 220 ha. Đó, đây rồi, lên đèn ha, sạc ha. Đó đó, sạc ha, sạc hồi nó báo đèn xanh là đầy ha, xanh đỏ là đó, xanh là đầy ha, xanh đỏ các bạn ha. Đó, nghe tiếng kêu ha, sạc này cũng còn khá đẹp nha mọi người. Đó, có cục pin zin luôn, nếu mà người nào không thích nên đóng thì có pin zin 2A ha. Đó, đây test cho mọi người xem đó, chế độ 2 ha, chế độ số 1 nè, chế độ dít nè ha, chế độ khoan nè đó, chế độ búa ha. Nè test người xem nè, đó rồi 15 cấp trượt ha, ra vô nhẹ nhàng ha. Cây này như mới luôn ha, đó trượt nè. Búa ha. Đó, mở ra nè. Đó. Đó, ha. Chế độ 1 ha. Đó, ngắt ha. Đó. Đó, cấp trượt ngắt ha. Đó. Đó. Đó, để chế dịch ha. Là mà đã chế độ này không ngắt nha mọi người ha, đó chế độ dít nó mới ngắt nha, đó đây đúng chế độ nó ha. Rồi đây mình tặng hai mũi khoan luôn, mũi khoan tường luôn đa năng ha. Đây mẹ 4 ly ha, đó mũi gà chân lục giác nha mọi người, 4 ly ha. Rồi mũi này 4 ly 3 ha. Rồi mua mà mọi người về mua mấy hộp dít thôi rồi. Đó, dít của Nhật nó bắn là khỏi cần tắc kê ha. Đó, rồi bộ này. Rồi. Đây. Đây, bộ này ha. Gồm pin, máy sạc ha. Rồi tặng kèm hai mũi khoan luôn, giá 1,5 triệu nha mọi người ha, mã số 1. Đó, người xem kỹ giúp mình ha. Đó, đây hai mũi khoan ha, hai khoan Nhật luôn ha. Đó rồi rồi, rồi
gồm 1,5 triệu ha. Đó. Rồi mã số 2. Mã số 1,5 triệu cho mình ha. Mã số 2 đây. Một cái này vào đây. 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 Mã số 2 một thùng ha. Đó. Natural ha. Bán 500 ngàn ha. Rồi máy pin, pin mà nó chết rồi. Đó. Đây. À, lưu ý cái thùng nó bị đứt chút ngay đây nha mọi người ha. Đó. Đây mà. Đó. Rồi. Máy pin, pin zin luôn mà nó không cầm ha. Đây, pin zin luôn. Đây mình test cho mọi người xem. Để lấy cái pin bên này test. Pin này ha, pin nó cầm ha. Đây. Rồi, cái chế độ 2, chế độ lo ha. Ok ha, chế độ 2 ha. Có đèn ha, để em bấm đèn. Đèn. Rồi, nhảy của nó ha. Đó. 7 bơ. Bán cho bạn ha mọi người ha. Đây đầu con khá đẹp cấp trượt ha. Nó nhẹ nhàng ha. Cái đèn này mình không biết bấm đâu luôn tại cái máy này. Đây. Đây đèn đây. Lên đèn ha. Đó, tắt nè. Ha, rồi. Máy ngoài hình tem hai bên còn ok ha mọi người ha. Đó, pin này của cái máy này. Đó, bán vậy nè. Đấy vô pin ha. Pin zin luôn. Đó, mọi người về lấy một xeo đóng vô thì xài ha. Đó, rồi. 500 mọi người ha. Thùng, máy, vỏ pin ha. Pin mà pin nó chết rồi. Đó. 500 mã số 2 ha. Đó. Thùng này không hết trăm mấy 200 rồi ha. Máy. Đó. Rồi. Rồi mã số 3 đây. Đây, bán 800 ngàn ha. Đó. Thùng này, đó. Đây, trong đây nó còn dít luôn nè, mọi người ha. Đó, thùng này. Nói chung là đó, thùng nó ha. Rồi, gồm gì? Đây. Gồm các tô lô ha. Sạc ha. Đó. Sạc này như chấm 220 được đó mọi người, nhưng mình chưa thử. Có gì nghe nói là ơ gì nè. Là số 10 mã đuôi là cấm 220 được ha. Rồi, mình test cho mọi người xem. Đây, máy đây. À, máy cho băng luôn ha. Z7410 ha. Rồi tem bên đây. Đó, ngoại hình đó ok ha. Đó, đây test nè, pin zin luôn ha. 3.6 nhường ha. Đó, đây. Chiêu vệ sinh luôn nha, đảo chiều nè, đảo chiều ha. Rồi, chế độ 2. Lô. Rồi. Cấp trượt ok ha. Đó. Rồi chế độ 2. Này chưa vệ sinh luôn ha. Người mua thì người vệ sinh ha. Đó, mình đánh zin nguyên bản ha. Rồi, sạc ở đây. Test sạc cho mọi người xem luôn. Đây ha. Pin đây này ha. Đó, đó đang cân bằng ha. Đây cân bằng. Đó, ok, sạc này nghe nói cấm 220 được ha. Nhưng mà mọi người về mở tụ coi tụ lớn hơn khoảng 400 á thì cấm ha. Mình cũng chưa mở nữa. Rồi. Rồi mã số 2 mình bán á. Cái này chừng nào đứng đèn là đầy ha mọi người ha. Đó. Máy pin, pin bỏ luôn ha, full thùng.
Con này còn Catalo nhưng mà máy nó đó. Đây. Catalo nó ha. Đó, Catalo của nó luôn ha. Rồi. Rồi, máy số 2 bán 800 ngàn ha. Đó. Máy này máy số 3 chứ. Máy số 2 500 ha. Đó, máy số 3 800 ha. Rồi, máy số 4 đây, bán một cặp dây bình ha. Dài khoảng 2 mét nha. Tính từ đầu này nè mọi người ha. 2 mét. Bán 250 nha. Đây 50 bè ha. Đó, để xem giúp mình. 50 bè ha. Đó. Nói chung là cái dây này, đây da băng nha mọi người. Đó, cho mọi người xem. Đây, da băng ha. Đây. Đây da băng nè mọi người. Đó. Đây chỉ da băng nè. Đó, đóng lên luôn. Bên đây cũng vậy nè. Đó, ha. Đây, để mình cho kỹ mình xem mấy con kêu rồi. Đó, da băng ha. Bên đây cũng đóng luôn ha. Rồi. Cái dây đen thì nó hơi bị nào rồi, dây đỏ thì không có ha, dây đen giống như nó bị giống như nó bị cứng nhựa đó, không đáng kể ha. Đây đó, đây nè, nó bị vài chỗ thôi nhưng mà vẫn ok mọi người, vẫn đồng bên trong tốt ha. 50 bè luôn nha. Đây nó bị rân rân ha nhưng mà không sao đó, đồng nó khá dày luôn ha, người về chịu khó quấn bánh keo ha. Còn dây đỏ thì ok, dây đen thì nó có vài chỗ thôi ha. Da băng nha, dài 2 mét, tính từ đầu này nè mọi người ha. Đó, 50 bè ha. Dây đỏ thì khá hơn, không có bị ha. Dây đen hiển ra rân rân. Đây, da băng luôn nè. Đó ha, ok ha, đầu. Đây, hiệu của nó là hiệu gì đây này nè. Tohan gì nè, đó, đóng dưới đây luôn ha. 50 bè ha. Đó, khá đẹp. Đó, cây này như mới luôn, tại vì để ngoài nắng mưa hết rồi. Đó, rồi ok ha. Rồi, cặp này bán 2,5 nha. Khoảng 2 mét. Nhìn này chiều tải 50mm ha. Đó, da băng nha. Rồi, mã số 4 mình bán cặp dây bình. Đó, 2,5 ha. Chiều tải 50mm. Rồi, mã số 5 mình bán 4,5 nha mọi người. Rồi. Bốn trăm rưỡi nha. Đó, gồm mấy máy mũi. Đây nè. 2 4 9 mũi ha. Tất cả mũi ba cạnh hết nha mọi người. Đó, đây mình đếm từng mũi cho mọi người xem. Này mũi 12,5 ha, da băng ha. Đi 2,5 ha. Nó 12,5 cho băng ha. 2 mũi 12,5 ha. Đó đây. Cho băng luôn ha. Rồi mũi này là mũi 12 ha. Đó, 2 mũi 12,5, 1 mũi 12 ha, ba cạnh ha. Đó, đây. Da băng 2 mũi. Đây một mũi ngắn này nè. Mũi ngắn này 10 ha. Đó. Mũi ngắn này mình coi dài nhiêu. Đây, cái này mọi chưa vệ sinh nhưng mà cái đầu còn ok hết nha mọi người. Đó, mũi dài 12,5. 2 mũi 12,5, 12 là dài khoảng 16 năm ha. Còn mũi này dài khoảng
12 ha mọi người ha. Đó. Rồi mũi này. Mũi này ba cạnh luôn 7 ly 2 nè ha. Đó, dài đây. 6 phần rưỡi luôn ha, 16 phần rưỡi ha mọi người ha. Đó, da băng luôn ha. Cái này tại chứ có xét xét á, chứ da băng ha mọi người. Rồi. Mũi này. Mũi này 5 ly rưỡi ha. Dài khoảng 21 năm ha. Đó, 5 ly rưỡi ha. Rồi, mũi này 4 ly rưỡi ha. Đây, 4 ly rưỡi. Cái đèn. Dài khoảng 16 năm ha. Mũi này 4 ly 3 nè ha. Đó. Dài khoảng 16 năm luôn ha. Rồi, mũi này chắc 3 ly mấy. Đó, mũi này nó kiểu nó nhiều người ha. Đó, mũi khoan tắc kê dựa hay gì đó, đó. Rồi. Rồi tổng cộng 9 mũi này mã số 5 mình bán giá 4,5 cho mọi người ha. Đây. 9 mũi khoan ba cạnh hết ha, 4,5. Rồi mã số 6. Cái đầu này. Đầu này chút 11 đi. 5,5. Rồi mã số 6 bán hai đầu hơi nha mọi người ha. Đó. Đây. Bán 280.000 nha. Đó. Hai đầu hơi. Này là mới căng luôn rồi, chưa sử dụng luôn đây. Nickel da băng ha. Máy da băng nè. Nickel Koki nè, đó. Đó mà anh giờ bằng ha. Rồi chói đèn. Đó, cái cô kia mấy anh giờ bằng nào rồi. Đó. Ha, hai đầu ha. Đây, đầu này cũng vậy luôn. Nico cô mấy anh giờ bằng ha. Mới chưa sử dụng ha, hai đầu đen ha. Đó, đầu này ha. Đó. Mới tinh luôn. Đó, trong còn 7 màu luôn ha. Đó. Hai đầu. Đó, quả nickel da bệnh đó. À. Cái này cũng vậy luôn. Đây mấy da bằng luôn ha. À. Rồi hai cái này mình bán giá là đó đâu được đồ cái ha. Đó. Đây. Đó, nhiều người dặn đen vô là ok ha. Nhưng mới chưa sử dụng luôn mọi người. Bãi nó thiếu cái hộp thôi. Nói chung là nó còn như mới luôn. 280.000 mã số 6 ha. Hai đầu hơi ha. Đó. Rồi. Mã số 7 bán 2,5 nè mọi người. Đây. Hai cái đầu này ha, mới chưa sử dụng luôn. 2,5 đây. Đầu mình giống như gắn cho mấy con vít nè mọi người, Vesel à. Đó. Nó có mọc cao su ha. Đó, như mới luôn. Đó. Để cho chiều dài cho mọi người xem. Chiều dài, tổng chiều dài của nó là khoảng 11 ha. Đó, cái này cũng vậy luôn. Đó. Đây, máy da băng nha mọi người. Đó. Ví dụ như mất cái này, đó này, đó, cao su ha. Cái này 21 ha. Rồi, cái này 17 nè. Đây, màu xanh nè, nó có cái trên đây ha, màu vàng, cái này màu xanh ha. Đó. Cũng máy da băng luôn. Đó, 349 ha. Đây. Mới chưa sử dụng luôn ha. Rồi, hai cái đầu này. Mấy đầu này mua giờ mọi người vô ao mua quắc lắm nha mọi người, mấy trăm ngàn đầu á. Rồi. Bán hai cái mã số 7 là hai đầu tiếp ha, dặn cái miếng dít ha. Đó, về sale. Mười cái 21 cái 17 ha. Đó, giá băng ha. Đó.
Đó, cái này có cao su luôn rồi. Đó, khá đẹp. Rồi, bản số 7 250 ha. Rồi bản số 8. Đây, bán 300 ngàn 4 đầu ha. Hai cái đầu này là như mới nha mọi người. Đầu 17, 19 là như mới ha. Đó, top ha. Đó, còn đầu này là đầu 12 ha. Cũng còn đẹp mà hơi cũ cũng đó, cái đầu này đầu 21 ha. Top luôn ha. Đó. Nói chung là hai đầu này đẹp, cái đầu này là bãi ha, cái đầu này dường như chưa sử dụng luôn, hai đầu 19 với 17 á. Đây. Đó. Đầu 12 là dài khoảng 7 phân rưỡi nè. Đầu đầu 17 là khoảng 10 phân rưỡi ha. 10 phân rưỡi ha. Đầu này khoảng 15 phân ha. Đó. Rồi, 4 đầu này mình bán giá là 300 ngàn nha mọi người. Đó, bán số 8. Rồi, bán số 9 đây. Bán 2,5 cặp thước nữa. Cây 3,5 m. Cây 5 m. Hiệu KDGS ha. Đây, rồi cây 5 m trước. Đây cây 5 m này mới chưa sử dụng luôn nhưng mà nó không có còng dây đeo ha. Đây. Máy da băng nha mọi người. Đó, 5,5 m ha. Đó, máy da băng ha. Đó. Rồi. Cái này các bạn nó khoảng mấy phân để mình đo cho mọi người xem. Một khoảng 1/8 ha. Đó. Rồi cái này mới chưa sử dụng luôn ha. À, 5 m nè. KDGS nè, à, Mushroom đó. Rồi. Bên cho băng nha. Cái này không có cùng dây đeo. Rồi một cái. Rồi thước 3,5 m này ha. Đó. Đây. Đó, cái led luôn ha. Cũng mạnh cho băng luôn rồi. Rồi, rồi, cũng giống cây kia luôn, nhưng mà cái ông này có cùng dây đeo ha. Đó. Có cái móc luôn ha. Rồi. Hai cái thước này mình bán giá là 250 cho mình ha, bán cặp ha. Đó. Số 9 250 ngàn ha. Rồi mã số 10. Đây. Bán một cái 16 mũi là 200, có hai cái ha. Đây, size 7/3 ha. Đó, mọi người xem. Đây da băng nè. Mấy da băng ha. Kobe Street nè, Work nè, đó. 73 nè, 6 mũi nè ha, tiêu chuẩn Nhật luôn ha. Đó, checkmate nè. Đó. Đó, đây. Đó, mũi nữa đây. 73 hiệu Kobe nè ha mọi ha. Đó. Rồi, đó chiều dài của mũi này. Khoảng 11 ha. Đó. Rồi. 6 mũi nha mọi người ha. Đó. Đó đây, 6 mũi ha. Mũi này là S nè, có chữ S nè. Còn bộ kia không có chữ S ha. Cũng một cái 200, một bộ 6 mũi 200 nha mọi người. Đừng lộn mất công. Đó, cái này cũng nè. Kobe nè, 773 nè. À. Mấy giờ băng nè. Kobe Street Work ha, công ty ha. Đó, 6 mũi luôn. Mũi này thì mũi đen, mũi kia mũi trắng ha. Đây. Đây cũng đóng vậy luôn ha.
Mũi này mũi đen, mũi kia mũi trắng ha. Mọi người ai lấy thì nhắn cho mình là mũi đen, mũi trắng ha. Đó, 6 mũi. Cái này kích thước để nhiêu? Đó, cho người xem. 11 luôn mọi người ha. Đó, 11 luôn. Rồi. Một bộ vậy là 200 ha. Đó, có hai hộp. Đó, ai lấy hết hai hộp 400. Đó, một mũi đen, mũi trắng. Rồi, mã số 10. Bán 300 ngàn luôn. Đây. Đó, hộp mũi khoan đây. 1 mũi 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó. 2 4 6 8 10 12 13 mũi. Ha. À. Đây. Mũi 1 ly rưỡi nè, 2 ly nè ha. Để mình đọc mọi người xem. Đó. 2 ly nè, 3 ly nè, 2 ly rưỡi nè, 4 nè, 3 ly rưỡi nè, 3 ly 2, 3 ly ha. Bên đây nè, 4 ly 8, 4 ly nào rưỡi, 4 ly 8 ha, 5 ly, 5 ly rưỡi, 6 ly, 6 ly rưỡi ha. Đây. Này là đóng HS nè mọi người ha. Đó. Đó, HS ha. Đây. Chiều dài của mũi này nè. Okay. Chín phân rưỡi hơn rồi ha. Đó. Rồi. Chưa sử dụng luôn nha mọi người. Đó. Đây. HS và bằng luôn ha. HS đó ha. Tép gió ha. Đó. Nó bị chốc này nè. Mã của nó nè mọi người ha. Rồi mã này mình bán giá, mã số 10 là bán giá 300 ngàn ha. Rồi mã 11, mã cuối cùng. Rồi mình bán cây này 150 nha mọi người. Đó. 150 ngàn mã 11 ha. Đây. Da băng nè. Đó. Mã da băng nè, hiệu Sunlat ha. Đó, có đầu vít gắn lên luôn ha, chưa sử dụng luôn. Rồi, đó chiều dài của nó. Chiều dài của cái, tới cái này là khoảng 30 hơn ha. Đó. Có thêm cái lưỡi luôn. Đó, 30 là từ tính từ đây nha. Ừ, 30 nè. Đó, gắn vô mấy con vít đó mọi người. Nấu vô cái góc bắn góc ha. Cây này cũng khá hiếm á. Rồi. Rồi mà. Rồi chào mọi người, hẹn mọi người lại clip sau ha.